Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố quyết định trao chứng nhận kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học cho học viện. Tại chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhấn mạnh những thế hệ giảng viên học viện hôm nay được kế thừa truyền thống tốt đẹp, quý báu mà các thế hệ giảng viên lớp trước để lại. Các thầy cô giáo là giảng viên trẻ đang công tác ở học viện cần nỗ lực và cố gắng với niềm đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của học viện. Dịp này, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh được nhận chứng nhận kiểm định 5 chương trình đào tạo trình độ đại học. Đó là bộ môn Luật, khoa Nhà nước và Pháp luật, bộ môn Quản lý Nhà nước, khoa Nhà nước và Pháp luật, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, khoa Xây dựng Đảng, ngành Công tác xã hội, khoa Xây dựng Đảng, bộ môn ngành Chính trị học, khoa Lý luận cơ sở. Cũng tại buổi lễ, hai cá nhân được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân nhận cờ thi đua của thành phố, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố và nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố.